Chào mừng mọi người đang quay trở lại với livestream của thẩm mỹ viện Nagami ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì ekip và bác sĩ nhà Nagami vừa mới thực hiện xong một ca nâng mũi bằng phương pháp đặt sụn nhân tạo. Và như mọi người có thể thấy ở đây thì đây chính là thành quả của chúng tôi ngày hôm nay mọi người nhé. Khách hàng của chúng tôi trước khi thực hiện dịch vụ thì có một chiếc mũi với sống mũi thấp này, đầu mũi thì tròn và cánh mũi thì khá là bè, khiến cho tỷ lệ khuôn mặt không được hài hòa cho lắm. Và chiếc mũi này thì đã khiến cho chị khách hàng của chúng tôi tự ti trong một khoảng thời gian rất là dài rồi. Người ta đã từng nói là chiếc mũi đẹp thì sẽ quyết định 90% vẻ đẹp của khuôn mặt. Chính vì thế mà chị đã quyết định đi nâng mũi. Và sau khi mà tìm hiểu rất là nhiều cơ sở thẩm mỹ thì chị đã tin tưởng lựa chọn Nagami để có thể thay đổi hoàn toàn khuôn mặt của mình. Và tại đây thì sau khi được các bác sĩ tư vấn, chị đã quyết định lựa chọn nâng mũi bằng phương pháp đặt sụn nhân tạo để có một gương mặt hài hòa hơn. Và đây ạ, đây chính là kết quả của bác sĩ và ekip nhà Nagami sau 45 phút mọi người nhé. Như mọi người có thể thấy ở đây ạ, chị khách của chúng tôi đã có một chiếc mũi cao bay, thanh thoát hơn rất là nhiều rồi phải không ạ? Và vừa mới làm xong thôi mà mũi của chị khách không hề bị sưng hay là bầm tím nhiều đâu mọi người ạ. Và tôi tin chắc chắn rằng là sau khi mà nhìn thấy chiếc mũi này thì chị khách của chúng tôi sẽ hoàn toàn là ưng ý. Và thật sự là chị đã hoàn toàn đúng đắn khi mà quyết định thực hiện nâng mũi để có một khuôn mặt thanh thoát, ưa nhìn hơn đúng không ạ? Và mọi người ơi, ai đang có nhu cầu đi nâng mũi hay là còn thắc mắc gì về dịch vụ này thì nhanh tay nhắn tin cho chúng tôi hoặc là gọi điện đến số hotline 090-218-1111 để nhận được tư vấn miễn phí nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo.